chưa hỏi kịp chúng mình anh em. Sữa thơm quá. Bạn bánh chuối các bạn. Chuối mà chấm luôn. To. Bà chơi bà giác. Chuối này dưới quê cũng ăn chạy gà mẻ. Đây nó ăn mà đi mua không có. Chào các bạn. Hôm nay anh em mình sẽ làm món cá hú kho ăn với canh khoai ngọt nha các bạn. Đó. Bắt đầu anh em mình tiến hành làm nha các bạn. Đây, chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm món cá hú kho nha các bạn. Đây, mình mua được con cá hú nè các bạn. Bây giờ mình sẽ khứa ra. Sẽ kho cá hú nha các bạn. Rồi mình sẽ ăn cơm với canh khoai ngọt này các bạn. Đó. Mình nấu canh khoai ngọt vào các bạn. Đây, con cá hú mình mới mua. Đây, mình bắt đầu làm cá hú nha các bạn. Bắt đầu mình làm lúc nào. Mình kho cá nha các bạn. Đó, mình để mỡ vô. Mỡ con cá vô. Đây các bạn. Cá kho của mình đây. Cá canh của mình đây các bạn. Đó. Bắt đầu mình sẽ cho nêm nếm vô nha các bạn. Đây. Các bạn sẽ cho một ít bột ngọt vô nha các bạn. Đó. Vô. Bắt đường vô nha các bạn. Tương ớt cho nó đẹp của bạn. Và nước mắm cho bạn. Rồi. Rồi. Sẽ nhúng nhích như thế cho nó cá các bạn, cho nó thấm cái gì đó, cái nêm mình xuống về dưới các bạn. Con cá này là kho ngon chín lắm các bạn ơi, mình cần phải lo. Rồi chỉ cần để giá
cho nó khôi phục lên là xong nha các bạn. Đây cá kho của mình đây, xong mình để hành đầu vô là coi như nồi kho cá xong, và ăn với canh phải mở nha các bạn, và kẹp theo như là chuối nè, rồi rau rồi này kia thêm nha các bạn đó. Nhưng chủ yếu là cá kho này, cái mẹ cá kho này thôi nha các bạn đó. Đây cái nồi kho khô kẹo ngon các bạn, quá ngon các bạn, kẹo kẹo luôn nha các bạn. Cái này chan cái cơm ăn mà hết sảy còn mà bảy, trước mình gãy miếng tiêu vô nữa nha các bạn đó, cho miếng hành lá vô, cho miếng tiêu vô thêm cái nữa, trời ơi chỉ có sao chịu nổi các bạn à, quá lạ bạn ha. Để thêm mấy trái ớt như này cái nữa nha các bạn đó. Xíu nữa mình ăn mình sẽ hâm lại, bắt đầu mình để vô nha các bạn. Này nhìn nó không nổi với nó luôn các bạn à, quá lạ các bạn ha. Đây cái đầu này các bạn, gã này các bạn, này mà các bạn chấm với chú già rồi ha, chấm gạo rồi ha. Ai đây chọn cơm ra rồi nha các bạn. Đây cà kho, chuối sống, canh khoai ngọt, đã không các bạn, quá đã ha. Cá mình để cái đầu cái sướng, kẹo hết các bạn, quá xa đã. Phút các bạn ơi. Cháo mắm. Chào bạn nha bạn. Mời bạn cơm bạn ơi. Đấy. Để cái tàu nó để chút đựng xương. Đã đó. Chuối gạo rồi ha. Rồi mình cũng vô cơm luôn các bạn. Chưa hỏi kịp chúng mình anh em. Sữa thơm quá. Bạn đặt miếng chuối các bạn. Chuối mà chấm luôn. To. Bà chết bà chết. Cái này dưới quê muốn ăn chạy ra mẹ đây, muốn ăn mà đi mua không có khó khăn.
mặn luôn. Ngoài cá lớn cá chốt còn bự không ha. Cái này mày biết có một cái chỗ bóng bóng rồi rồi tính quên mình có không ta. Thế thì không biết. Ủa chị với mày nói chị từ sao rồi? Ở Kiên Giang nó cũng có chốt đó đâu. Có đâu có. Cái chốt còn là cái chốt cũng sập sập vậy không á. Tới mùa mình nó có nước lợn nó nổi trời vậy nha. Quá sát thằng mét luôn. Chốt kèo nó chốt không? Trời ơi, quên mấy cái bụng như mình nè. Em thử gấp đi. Cái tiếng gấp cũng không lắm. À, giống dao nè. Xuống nha. Thì ông đặt cá chạp tới ghê hồng dính thì kéo trời.
Mình cách tập nó ăn ấy mà trời. Nó ăn chuồn kỹ luôn. Có màu nhiều quá. Thế đó không có gì hào nổi hay gì vậy.